Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong khi đó, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và Trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.